Giáng sinh là một dịp lễ quan trọng kỷ niệm tôn giáo và văn hóa ở nhiều nước trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy không phải là một ngày nghỉ chính thức, nhưng Noel lại vô cùng được chào đón khi không khí chuẩn bị cho dịp lễ đặc biệt này diễn ra từ tháng trước. Trong đêm Giáng sinh, trẻ em háo hức chờ đợi để gặp được ông già Noel trên cỗ xe tuần lộc và nhận quà. Những cặp đôi tặng thiệp và quà cho nhau, cùng nắm tay nhau đi đến chợ Giáng sinh để ngắm những cây thông được trang trí cầu kỳ lộng lẫy. Đó là mình nói những ai có người yêu nha. Còn nếu mấy bộ FA giống với sếp KD mà vẫn muốn đi chơi ngựa ngựa cùng với bạn bè thì hãy nhớ chuẩn bị một tinh thần thép để không bị cổ lương làm tụt mút nha. Và để có một đêm Giáng sinh trọn vẹn nhất thì âm nhạc là thứ không thể thiếu, đúng không đẹp? Cơ mà, nếu mấy bộ đang chưa biết lựa bài gì cho phù hợp thì hãy yên tâm, sếp KD lo nha. Đây là kênh KD K-pop, chào mừng mấy bộ đến với video những bài hát nên nghe vào dịp Giáng sinh. Bây giờ thì KD go! Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. Đầu tiên đó là Christmas Day. Đây là bài hát mà hai anh em Kook Min nhà Bangtan sáng tác và thu âm dành tặng cho Army nhân dịp Giáng sinh. Tình yêu của các cậu ấy với những cô nàng Army xinh đẹp chính là nguồn cảm hứng chủ đạo của ca khúc, với tiết tấu rộn ràng vui tươi Christmas Day khiến cho bầu không khí Giáng sinh càng thêm nhiều màu sắc. Giai điệu dễ thương là thế, nhưng phần lyrics ngọt hơn mía lùi là điều làm cho mình muốn giới thiệu bài hát này cho mấy bồ nghe nè. Nghĩ tới gặp lại nụ cười của cậu làm trái tim mình sao xuyến quá đi thôi. Bên cậu, người con gái nhỏ bé của mình, ô đáng yêu quá Jimin à. Cậu thật biết cách làm cho Army bất ngờ và hạnh phúc đấy. Cảm ơn món quà to bự của các cậu. Chúng mình hứa sẽ lắng nghe và trân trọng nó. I love you 3000. Ngoài ra, các anh chàng cũng có thể gửi bài hát này đến người mình thương, bởi ở trong Christmas Day không chỉ là lời chúc mừng Giáng sinh mà còn đầy ắp tình yêu thương cùng với những tình cảm khó nói. Thứ hai đó là A Typical Idol's Christmas. Bài hát được sáng tác lúc các tân binh nhà Big Hit đón mùa Giáng sinh đầu tiên. Ca khúc nói về cuộc sống của 7 chàng trai khi còn là một thực tập sinh và sau khi thành lập nhóm. Sau những khó khăn thất bại mà các cậu ấy đã phải trải qua, thành công to lớn nhất của Bangtan là ước mơ debut trở thành hiện thực và có Army luôn đồng hành bên cạnh. Thông qua A Typical Idol's Christmas, trai nhà gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến Army. Nhưng mà tụi mình vẫn thấy biết ơn vì đã có các cậu ở bên. Giáng sinh này tôi sẽ sánh vai bên bạn gái Army vĩnh cửu. Tôi sẽ chạy đến bất cứ nơi nào có bạn. Mình thật hạnh phúc và tự hào khi là một phần của đại gia đình Army. Chúng ta hãy cùng nghe ca khúc này để ôn lại những kỷ niệm quý giá ngày xưa nha. Thứ ba đó là Cross Christmas BTS Version. Là một bài hát xen lẫn những giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi và phần rap là chủ yếu. BTS mang đến cho mọi người một bầu không khí năng động, khỏe khoắn, đậm chất Giáng sinh. Tuy nhiên, phần lyrics đã chứa được một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và có thể nói là khá buồn. Đây là một bài hát tái hiện chân thực cuộc sống của Bangtan trong những ngày tháng khó khăn nhất của nhóm. Họ gọi mình đến, công ty cứ liên tục nhắc nhở tập luyện. Năm nay có lẽ lại vui đầu tập luyện hay cô đơn đè bóng nơi góc tường kia thôi. Vào ngày Giáng sinh, các cậu ấy gửi gắm những điều ước bình dị, những gì tụi em muốn là được cùng nhau đi ăn một bữa. Được phép lựa chọn, mình sẽ thử hẹn hò lấy một lần. Nếu không được đi chơi, em sẽ quỳ gối trước công ty luôn. Thế mới nói, trở thành một idol thật không hề dễ dàng, nhất là trong môi trường khắc nghiệt của K-pop Hàn Quốc, thì có người ta chỉ dám ước mơ những điều nhỏ bé mà thôi. Thứ tư đó là Crystal Snow. Như mấy bộ cũng biết, Giáng sinh diễn ra trong cuối tháng 12 dương lịch khi mà tiết trời trở lạnh và xuất hiện những cơn mưa phùn cùng với gió bất. Thật tuyệt khi được ở nhà, nhâm nhi tách trà nóng, mở ca khúc mình yêu thích lên và tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc đời. Tựa đề Crystal Snow mang một vẻ đẹp thuần khiết và ý nghĩa đặc biệt. Pha lê tuyết, hình ảnh đẹp nhất của mùa đông luôn là điều mà nhiều người khác khao ngắm nhìn và níu giữ. Bài hát không chỉ thể hiện tình cảm của BTS dành cho các Army yêu quý, mà còn giống như lời tỏ tình ngọt ngào của những con người tuổi mới lớn. Một tình yêu trong sáng hồn nhiên nhưng không kém phần say đắm cuồng nhiệt. Tôi có thể chạm vào trái tim em chứ? Câu hỏi ấm áp này cũng phần nào xua đi cái lạnh của mùa đông rồi nhỉ? Thời tiết lạnh thế này mà không có bộ thì cũng buồn thật đấy. Nhưng mà mấy bộ hãy cứ vui vẻ và yêu bản thân mình nhiều hơn, vì biết đâu năm sau mình vẫn ế. À quên, là chúng ta còn phải yêu 7 chàng hoàng tử nhiều hơn nữa mấy bộ nha.
chính là bài hát Last Go On. Đây là MV mới nhất của BTS được phát hành một tháng trước. Bên cạnh xác lập nhiều kỷ lục khủng, Last Go On còn là ca khúc tiếng Hàn đầu tiên trong lịch sử 62 năm của Billboard Hot 100 đạt được số 1. Điều đặc biệt trong ca khúc là không remix, không bundle, cũng không hợp tác với nghệ sĩ khác, song MV này nhận được sự ủng hộ và đón nhận nồng nhiệt từ phía ARMY. Bài hát khắc họa chân thực cuộc sống hàng ngày của 7 chàng trai khi không thể gặp mặt được các ARMY. Đó là những giây phút vui đùa cùng nhau chơi game, ăn pizza cùng quây quần trong một căn phòng ấm cúng. Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất. Bên cạnh giọng hát truyền cảm, giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi của tiếng guitar, thì những thước phim đẹp mơ màng về cuộc sống hàng ngày của Bangtan cũng không làm cho ARMY phải thất vọng. Ôi nhìn cái gốc nghiêng, đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia của Vi kìa, không hổ danh là trai đẹp top 1 thế giới, không mê thì có lỗi với bản thân quá đi mấy bồ ơi. Ngoài ra, Last Go On là một sản phẩm chứa nhiều tâm huyết của BTS, mang thông điệp hy vọng mọi người sẽ sống tốt trong mùa dịch này, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Hãy làm cho đêm Giáng sinh sắp tới trở thành một kỷ niệm đáng nhớ mấy bồ nha. Thứ 6 đó là Graduation 95. Bài hát này quá là hợp lý cho mấy bộ FA mà đón Giáng sinh cùng với bạn bè luôn. Ca khúc được trình bày bởi cặp 95 Lai, Taehyun và Jimin với tên bạn vĩnh cửu. Kể cả thời gian có trôi, mình vẫn sẽ nhớ mãi. Chúng ta đã vô tư như thế nào cả tớ và cậu. Tên bạn trong ca khúc được thể hiện một cách vui tươi của những cậu học trò, đồng thời là sự hứa hẹn sẽ cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc nguyên vẹn của tuổi 20. ARMY à, mình biết trong số mấy bồ sẽ có những nỗi niềm riêng, có thể có những đứa bạn mà mấy bồ gắn bó bây giờ sẽ trở nên xa cách dưới sự thay đổi không ngừng của thời gian. Bởi vậy nếu có thể hãy trân trọng và tha thứ cho nhau nhé, vì thanh xuân của mỗi người là hữu hạn. Thứ 7 đó chính là Blue and Grey. Mình đã yêu bài hát này mất rồi. Tiếng đàn guitar nè, giọng hát nhẹ nhàng, du dương, khiến cho người nghe quên đi cuộc sống xô bồ và đến một nơi mà cảm xúc được lắng động từ sâu bên trong. Tôi chỉ mong mỏi được hạnh phúc hơn mà thôi. Nguyện vọng ấy chả nhẽ lại quá tham lam hay sao? Phần lyrics vô cùng ý nghĩa kết hợp với giai điệu thiết tha, khiến cho mình không thể kìm nén được cảm xúc. Thật sự là mỗi ngày mình lại yêu Bangtan nhiều hơn rồi. Mình đưa bài hát này vào danh sách để dành cho mấy bồ muốn tận hưởng cảm giác bình yên một mình. Nếu không có dự định đi chơi thì mấy bồ hãy mở ca khúc này để nghe vào đêm Giáng sinh nha. Sẽ rất là chill đó. Thứ 8 và cũng là ca khúc cuối cùng, Tonight. Lại thêm một bài hát cho mấy bồ nghe dịp Giáng sinh đến từ vị trí của anh cả Seokjin. Ngoài đời hài hước mặn mà là thế, nhưng ca khúc của Jin thể hiện lại vô cùng tình cảm ngọt ngào và có một chút buồn man mác. Khi màn đêm này qua đi, mình sợ rằng sẽ chỉ còn lại một mình nơi đây. Một chút nhẹ nhàng của tiếng đàn nè, acoustic, một chất giọng trong trẻo ấm áp sẽ là một điều thuốc tốt cho một đêm tâm trạng. Người ta nói thời gian sẽ làm phai nhạt đi tất cả, nhưng có những thứ sẽ ngày càng in sâu vào tâm trí của mình hơn. Hãy để nỗi buồn ở lại đêm nay thôi nhé, bình minh sẽ khiến cậu mỉm cười vào ngày mai. Vậy là một mùa Giáng sinh nữa lại đến, đồng nghĩa là chúng ta ngày một trưởng thành hơn rồi. Mình hy vọng video này sẽ giúp cho mấy bồ có một đêm Giáng sinh hoàn hảo nhất. Thay mặt cho sếp KD của chúng ta, mình xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến gia đình, bạn bè, người thân của mấy bồ nữa nha. Bên cạnh đó thì mấy bồ có thể ghé KD K-pop shop để lựa những món quà xinh xắn, đáng yêu để trang trí và làm quà tặng cho Giáng sinh nữa thì quá là hợp lý luôn. Merry Christmas! Hẹn gặp lại mấy bồ trong những video thú vị sắp tới nha. Bye bye!